Anh chị có thể đánh giá cái sản phẩm này về cái độ hữu dụng của nó như thế nào không? À, xin chào các bạn, quay trở lại với trang vài thứ hay.com. Thì hiện tại trên tay của mình đang là cái máy dịch ngôn ngữ Travis. Thì cái này vừa mới được gây quỹ thành công trên trang Indiegogo và tụi mình đã có sản phẩm trên tay rồi. Và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm thử là cái sản phẩm này khi mà mình lấy cái sản phẩm và mình trao đổi với một số người nước ngoài, và cũng như là để cho họ trao đổi với nhau thì mình xem thử là hiệu quả hoạt động của cái máy dịch ngôn ngữ Travis này là có tốt hay không. Thì ok, let's go. Bây giờ mình sẽ thử nói bằng tiếng Việt và xem thử anh có hiểu được hay không. Anh đến từ nước nào ạ? Anh chị đã sang Việt Nam được bao lâu rồi ạ? Just a couple of hours. Yeah, yeah, good try. Where are you from? Yeah, right. Nous venons de Brest. Yeah. Yeah. Right. What do you think of Saigon? And how long have you been here? Yes. Je pense qu'il y a beaucoup de scooters et nous sommes ici depuis 2 semaines. Yeah. Yeah. Anh chị có thể đánh giá cái sản phẩm này về cái độ hữu dụng của nó như thế nào? Yeah. It's just really fun. I think it's very useful. How many languages can I translate to? Mỗi lần giống mọi chuyện vậy, cái là một cách. Cái sản phẩm này thì có 80 ngôn ngữ trên thế giới được tích hợp vô sản phẩm. Yeah, right? Yeah. Ok. Khi mà bạn nghe cái sản phẩm này thì mình có nghe nó có rõ hay không khi mà về ngữ pháp à? I can hear the product clearly, and yeah, the grammar's pretty good. Oh yeah. Chúng tôi cảm ơn buổi phỏng vấn này và chúc anh chị có một chuyến đi dã ngoại du lịch vui vẻ. Yeah. Thank you very much. Chúng tôi sẽ trao đổi từ tiếng Việt sang tiếng Trung Quốc. Bạn đến từ nước nào ạ? Wow, cool. Yeah. Where are you from, right? Ah, you're right, Asia. 我来自 上海, 你们还是学生吗? Is that true? Yeah, you are from the Shanghai. Yeah. And you are the student. Yeah. Yeah, right. Wow, cool. Ok. Cái máy này thì là do chúng tôi mua về và chúng tôi đang review cái sản phẩm này để giới thiệu với mọi người. Yeah. Oh, yeah, I very understand. Yo. Bạn đến Việt Nam để du lịch hay để đi học à? Yeah. Travel. Yeah. Yo. Cái này có giá 350 đô và bạn có thể mua trên trang web của chúng tôi. Hello, how are you? I can't stand it. Yes, how are you? 你好吗? Yeah, right. 哦，知道了。那边我去过。然后你是来这边旅游的，还是在这里生活和工作呢？ Yeah, it's right. Oh yeah, it's good. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, good thing that.
I am here on holiday for 2 weeks. Today is my last day here. It's right? Yeah, it's right. It's right? Yes, yeah. So funny. Kind of right. Yeah. I will be going home. I won't be going to any other countries. Yeah, okay. Yeah. Okay, thank you. Yeah, thank you for everyone. This is Travis, this is translator. And we want to introduce this for anyone in the world know this, and we will embrace the language world. Yeah. Can you let me know the website how to buy this one? Yeah.